Ngài vẫn hát vang lời Việt Nam. Nhìn về đại dương, ta nhớ hương quê nhà ở đó. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào lúc 1 giờ chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 3 2018, tại Công viên Tự do Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ, thành phố Westminster, miền Nam California, trong một ngày trời nắng đẹp, hàng ngàn đồng hương đã tới tham dự chương trình Chiều nhạc yêu nước do đài SBTN tổ chức với sự yểm trợ của nhiều hội đoàn trong cộng đồng để nhạc sĩ Việt Khang có cơ hội gặp gỡ đồng hương, nói lời cảm tạ với mọi người. Riêng qua phóng sự này, chúng tôi ghi nhận những cảm nghĩ của đồng hương khi tham dự. Trước hết đó là ông Bùi Thế Phát, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam Cali, kiêm Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove. Nhạc sĩ Việt Khang là một nhà đấu tranh rất đặc biệt, khác với rất nhiều những nhà đấu tranh khác. Anh là cái người đã nói lên cái tiếng nói của hàng triệu triệu người. Ba bài nhạc tiêu biểu nhất của anh là bài Việt Nam Tôi Đâu, Anh Là Ai và gần đây nhất Trả Lại Cho Dân. Ba bài này lời lẽ tuy nó giản dị nhưng mà nó rất trọn vẹn, nó rất đầy đủ và nó rất sâu sắc, nói lên cái tâm tư của tất cả người Việt ở khắp nơi trên thế giới và kể cả nhiều nhiều triệu đồng bào ở trong nước. Anh nói lên tất cả những cái nỗi day dứt, băn khoăn của người Việt Nam chính thống, lo đến tương lai vận mệnh của đất nước và dân tộc. Và qua những cái lời, qua những cái điệu nhạc hết sức là thấm thía, đi thẳng vào lòng người, anh đã diễn đạt được tâm tư của tất cả chúng ta. Vì vậy mà từ khi ba bài nhạc đó được ra đời, hàng triệu triệu người khắp nơi trên thế giới mong muốn có một ngày nào đó được gặp cái người nhạc sĩ trẻ này. Và người nhạc sĩ trẻ này tuy là ở trong tù 4 năm nhưng cũng đã qua thân nhân, bạn hữu cũng đã biết được cái cảm tình của đồng bào dành cho anh. Và vì vậy mà anh cũng muốn có cái dịp để mà gặp gỡ tất cả đồng hương khắp nơi trên thế giới. Ngày hôm nay, các cộng đồng ở miền Nam Cali cùng hợp tác với đài SBTN để làm sao tạo được cái nhân duyên đó cho nhạc sĩ Việt Khang gặp gỡ chúng ta, để cho chính anh hát trực tiếp cho chúng ta nghe ba bài nhạc mà anh đã được cái sự thương yêu của tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý khán giả, trong tuần vừa qua thì quý vị cũng biết theo bản tin của chúng tôi đã đưa là thành phố Garden Grove mà đại diện là ông Bùi Thế Phát là Phó Thị trưởng thành phố đã trao chìa khóa vàng cho nhạc sĩ Việt Khang. Thưa ông, từ cái suy nghĩ như ông vừa nói là ông đã cảm nhận là nhạc sĩ Việt Khang đã nói lên thay mặt cả hàng triệu người dân Việt Nam để nói lên cái tiếng nói mà bị áp bức, mà nơi nào có áp bức thì nơi đó có đấu tranh, và thành phố đã vinh dự trao cho chìa khóa vàng cho nhạc sĩ Việt Khang. Thưa ông, trong cái cử chỉ đó thì ông nhận thấy như thế nào về cái người mà đã nhận được cái chìa khóa là nhạc sĩ Việt Khang? Tôi thấy rằng rất xứng đáng, là bởi vì có nhiều người hỏi là nhạc sĩ Việt Khang có xứng đáng đủ để mà được trao cho cái chìa khóa vàng của thành phố hay không. Bởi vì trước đây cái người trước nhạc sĩ Việt Khang là Đức Đạt Lai Lạt Ma, một cái người mà cả thế giới cũng đều biết rằng là chắc chắn phải xứng đáng. Thì cái câu hỏi đó đã được đưa đến cho tôi và tôi trả lời rằng nhạc sĩ Việt Khang rất xứng đáng, không phải vì cái việc ông làm mà vì ba cái tiếng nói của ông đã thay mặt cho hàng triệu triệu người. Tiếng nói của ông là tiếng nói của hàng triệu người trên thế giới. Và vì vậy, Việt Khang xứng đáng là cái người được nhận lãnh cái chìa khóa vàng đó, và trao chìa khóa vàng cho Việt Khang là trao cái chìa khóa cho hàng triệu triệu tiếng nói của người Việt ở hải ngoại. Vì vậy mà tôi đã mạnh dạn đề nghị, thì có một cái điều sai, có một cái điều mà không có chính xác lắm là chúng tôi và cả ông tổng quản trị cũng như nhân viên thành phố cứ đinh ninh rằng Việt Khang là người đầu tiên, người Mỹ gốc Việt đầu tiên được chìa khóa này. Nhưng mà thực sự ra có 2-3 người khác, người Việt Nam khác đã được. 2-3 người này đã được thị trưởng, lúc nguyên thị trưởng thành phố là ông Bảo Nguyễn, lúc đó ông đã đưa cho ba người Việt Nam khác ba cái chìa khóa mà không đưa qua một cái quá trình của thành phố, thành thử ra thành phố họ không biết đến. Thì ngày hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để đính chính, xác nhận một cái việc là có một vài cái thông tin không có chính xác. Tuy nhiên cái việc mà nhạc sĩ Việt Khang được chìa khóa của thành phố nó được tổ chức ra hết sức là trọng thể, hết sức là long trọng, với nhiều nhân viên của thành phố cũng như là nhiều thân hảo nhân sĩ trong cộng đồng,
nó khác với lại những cái kỳ trao chìa khóa vàng lúc trước. Kính thưa quý khán giả, khi mà đứng nói chuyện thì quý vị biết là đằng sau lưng của ông Phát Bùi cũng như là một người chiến sĩ đây là những xe Jeep của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được tái hiện trở lại. Và anh là một người thực hiện cái mô hình xe Jeep này, thì riêng anh nghĩ gì về người chiến sĩ mà đấu tranh trên mặt trận dân chủ tự do là nhạc sĩ Việt Khang? Dạ thưa anh và Phan Đại Nam, mình nghĩ rằng dù rằng cái lời mà đấu tranh của anh Việt Khang rất là hùng hồn, 90 triệu dân nó đã hết được những cái điều đó, thì mình cảm thấy rằng tuổi trẻ Việt Khang là một người hùng. Dù rằng không có hiện diện trên chiến trường, nhưng những tâm tư, những huyết mạch mà Việt Khang nhìn thấy được cái chế độ tàn bạo của Việt Cộng, Việt Khang đã anh dũng đứng lên để mà có những cái tiếng nói thay cho 90 triệu dân hiện ở trong nước và cũng tất cả những người ở hải ngoại và những hậu duệ con cháu của mẹ Việt Nam thân yêu đã hiểu được và đã can cường đấu tranh để rồi một người trẻ sinh sau nhưng mà dám đứng nói thẳng với 4 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản ở trong nước, mà Việt Khang là người sinh trưởng ở trong nước đã hào hùng nói những tiếng nói đó. Nhưng tôi đấu tranh không cần phải ở những ngoài mặt trận, ở nơi chỗ này, nơi chỗ kia, nhưng mà có thể vang vọng trên toàn cầu, trên quảng cả thế giới. Và luật sư Đỗ Phù, phó tổng giám đốc của SPVN, đã dẫn đầu đoàn mô tô VHOC tới để hiệp trợ tinh thần cho chiều nhạc yêu nước. Anh em VHOC là một trong những cái hội đoàn và cái tổ chức mà anh em VHOC cũng rất vui là khi mà nhạc sĩ Việt Khang được qua đây. Mà hôm nay chúng tôi có một số anh em VHOC tới đây để chia cái niềm vui đó với nhạc sĩ Việt Khang, và cũng qua cái sự mà đấu tranh của cộng đồng để cho nhạc sĩ Việt Khang được qua tới Hoa Kỳ để hưởng được cái không khí tự do của người dân Việt ở đây. Cho nên tất cả anh em VHOC đây welcome nhạc sĩ Việt Khang, và chắc chắn là trong những chương trình nhạc của VHOC anh em chúng tôi cũng hát những bài của Việt Khang nữa, và nhiều anh em trong đây hát bài Việt Khang hay lắm, đặc biệt là ông Liêm hoặc là chú Tròn nè. Vậy nghĩa là trong chương trình nhạc, nghĩa là đoàn VHOC sẽ lên có một bản nhạc nào của Việt Khang? Vâng, lát để kiếm mọi anh em nó có can đảm lên biết hát những bài nào của Việt Khang mà hát hay nữa. Chứ em tôi hát rồi Việt Khang có mặt đây là bảo cho mấy em hát dở quá. Thà anh em chúng tôi rú bô cho nó vui thì được, chứ còn bảo hát thì sợ lại hát không hay. Và cảm nghĩ của một đồng hương khi tham dự. Chúng tôi là Lâm Quang Thạnh, trong liên quân bang của chống cộng sản và tay sai. Hôm nay được đến hân hạnh được đến dự cái ngày của nhạc sĩ Việt Khang cũng như ca sĩ Việt Khang, là đến để mà cảm ơn đồng hương đã ghi danh giống như ký tên để mà xin cho được ra khỏi tù và được định cư ở Mỹ. Thì hôm nay tôi rất thấy là Thạnh thấy là đồng hương rất là đông và rất là có ái mộ là Việt Khang, thấy cũng vui. Thưa anh, anh ái mộ nhạc sĩ Việt Khang qua những cái bản nhạc nào thưa anh? Thứ nhất là ca nhạc sĩ Việt Khang có được hai bản nhạc rất là đi sâu vào lòng khán giả của trong nước cũng như toàn thể thế giới của người Việt tị nạn ở thế giới này. Đó là bản là Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu. Đó là hai bản nhạc đó mà hình như những đứa bé cũng họ cũng ca, và đi đâu cũng nghe, những cái hội đoàn tổ chức bất cứ một cái chỗ nào cũng nghe được ca hai bản nhạc đó, thì thật là vui. Mà chúng ta cũng phải tự hào có một người nhạc sĩ trẻ mà có một cái tấm lòng yêu nước, và để nói lên không bằng súng đạn, không bằng bom, mà bằng lời nói, bằng dòng nhạc để đưa tỉnh thức lại tất cả mọi người của chúng ta để hướng về để cho một cái tổ quốc Việt Nam được có tự do tôn giáo và nhân quyền và là được văn minh và tiến bộ. Kính mời quý vị tiếp tục tham gia phóng sự buổi chiều nhạc yêu nước do đài truyền hình SPTN tổ chức với sự yểm trợ của nhiều hội đoàn tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, miền Nam California. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đang đứng trước tấm banner có những bài hát của nhạc sĩ Việt Khang cũng như là hình của anh nhạc sĩ trẻ đã sáng tác ba bài nhạc Việt Nam Tôi Đâu, Trả Lại Cho Dân và Anh Là Ai. Và hôm nay chúng tôi cũng có được cơ hội
nói chuyện với Billy, một người trẻ đã sinh hoạt ở trong cộng đồng một rất lâu. Anh đã từng làm chủ tịch tổng hội sinh viên, trưởng ban tổ chức hội chợ Tết, và bây giờ anh đang là một người phụ tá cho ông Hiếu Nguyễn, là tránh luật sự văn phòng tại quận Cam. Không biết là Billy nghĩ gì về người trẻ Việt Khang? Trước hết Billy xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Thì thưa chú, thì qua phải nói là ít nhất 6 năm rồi từ ngày mà Billy làm chủ tịch của tổng hội sinh viên năm 2012. Lúc đó phải nói là những cái kỷ niệm khó quên là tại vì lúc đó mình có cái cơ hội để hợp tác với các hội đoàn khác trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong nhiều nơi, để mà mình đến để mình vận động cho và cũng như là ký cái thỉnh nguyện thư gửi đến cho Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama từ năm xưa, để mà nói về nhạc sĩ Việt Khang và cũng như là tranh đấu cho vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thì ngày hôm nay được gặp gỡ anh, phải nói là những bao năm vừa qua, những cái sức đóng góp của cộng đồng Việt Nam của chúng ta thật là đáng quý, là tại vì mình ai nấy bỏ mồ hôi nước mắt của mình ra để giúp, không phải là cho anh Việt Khang riêng, mà phải nói rằng cho cái tinh thần đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam để còn đó. Và đây ngày hôm nay có mặt anh với những cái bài hát mà anh tự chế ra cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, thấy đây là một cái niềm hy vọng là cho đất nước Việt Nam của chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta phải có một cái cơ hội, không những cái quyền làm người mà những cái cơ hội một cái đất nước thực sự có dân chủ, và mong rằng một ngày nào đó thực sự có tự do cho toàn người dân Việt Nam. Tham dự buổi chiều nhạc yêu nước, chúng tôi nhận thấy có Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, các vị dân cử, và chương trình được bắt đầu với phần cầu nguyện của Hội đồng Liên tôn. Xin mời chúng ta hướng lòng lên Thượng Đế là đấng đã sáng tạo vũ trụ này cũng như sáng tạo nước Việt Nam của chúng ta. Xin Ngài gìn giữ để phụng sự mệnh trời, chúng ta sẽ một ngày rất gần về lại quê hương của chúng ta. Vì thế xin mời quý vị hãy cùng đứng lên cùng tôi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện. Đấng thiêng liêng của chúng ta để cầu nguyện. Lạy Chúa, con cầu nguyện cùng Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Thượng Đế, Ngài là đấng sáng tạo cùng với tất cả các đấng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam của chúng con. Giờ này con kêu cầu cùng Ngài, xin Ngài đến với quê hương của chúng con, để với đồng bào của chúng con, để cho mỗi người dân Việt Nam của chúng con cùng có một tấm lòng giống như chiến sĩ Việt Khang, để nói lên rằng quê hương của chúng con như thế nào mà bây giờ giặc Tàu ngang tàn trên quê hương chúng con, để người dân Việt Nam của chúng con có được sự can đảm như Việt Khang đã có, để nói lên rằng tôi không thể ngồi yên khi nước Việt của chúng tôi đương ngã nghiêng, để cho qua đó dân tộc của chúng tôi sẽ không bao giờ bị đắm chìm 1000 năm hay triền miên tâm tối, để những đồng bào chúng con được đứng lên để nói lên rằng tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người, cội nguồn ở đâu khi thế giới này không còn Việt Nam. Vì thế trong danh của đấng toàn năng, con kêu cầu cùng Ngài đến thăm viếng đồng bào của chúng con, không những ở tại hải ngoại này, được sự can đảm ban cho bởi Ngài, để chúng con mỗi người không còn sợ hãi nữa, để đứng lên để đồng lòng với lại Việt Khang, để đòi hỏi lại sự độc lập tự do cho dân tộc chúng con. Con cầu xin Thiên Thượng ở cùng với đồng bào của chúng con ở tại Việt Nam, để mỗi người dân của Việt Nam của chúng con cũng được sự can đảm như Việt Khang đã có, để nói lên rằng hãy trả lại cho dân, hãy trả lại cho chúng tôi quyền nói, quyền tự do và quyền sống, để qua đó đồng bào của chúng con cùng nắm tay nhau để chúng con giữ quê hương của chúng con, để đuổi giặc Tàu ra khỏi quê hương chúng con, cũng như đuổi những kẻ hèn yếu, những kẻ nhiêu nhược đã bán nước Việt Nam của chúng con cho Tàu. Và sau khi nhạc sĩ Trúc Hồ nói sơ qua những việc làm vận động tự do dân chủ cho Việt Nam, cho những người đấu tranh ở trong nước và riêng cho Việt Khang, nhờ sự giúp đỡ của thượng nghị sĩ Joe McCain, khoa luật sư Thục Minh, và nhờ đó Việt Khang đã được tới Hoa Kỳ. Trúc Hồ xin giới thiệu với quý vị, cô đến đây với một thông điệp của thượng nghị sĩ Joe McCain gửi cho Việt Khang và cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản của chúng ta.
Luật sư Thục Minh hiện là cố vấn của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, luật sư Thục Minh từ DC. The government of Vietnam's decision to release Việt Hang is an important step forward in advancing free speech and human rights in Vietnam. And I join the Vietnamese American community and the entire nation and welcome him to the United States. Cảm ơn các khán giả thân mến, xin được dịch cái đoạn văn đầu tiên của thượng nghị sĩ John McCain. Quyết định của chính phủ Việt Nam trả tự do cho nhạc sĩ Việt Hang là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải thiện tự do ngôn luận và nhân quyền tại Việt Nam. Tôi xin cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt và nước Mỹ chúc mừng nhạc sĩ Việt Hang đã đến được Hoa Kỳ. Nhạc sĩ Việt Hang bị cầm tù một cách bất công và bị đày đọa chỉ vì lên tiếng phản đối những bất công về xã hội, kinh tế và chính trị. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ công cuộc đấu tranh cho tự do nhân quyền tại đất nước của anh. Hành động can đảm và sự hy sinh của anh là nguồn cảm hứng cho chúng tôi và cho tất cả những ai trên toàn thế giới vững tin vào nền dân chủ. Viet Can was unjustly imprisoned and persecuted for raising his voice about social and economic and political injustice, but never abandoned his struggle for freedom and human rights in his country. His courage and sacrifice have inspired all of us around the world who believe in democracy. We must never stop. Chúng ta không bao giờ ngừng tranh đấu cho quyền con người tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Việc trả tự do cho nhạc sĩ Việt Hang là một dấu hiệu khích lệ, nhưng tôi vẫn quan tâm và lo ngại về những hành động quấy nhiễu, giam cầm và truy tố đang diễn ra với những người Việt Nam phát biểu chính kiến và quan điểm tôn giáo của họ một cách ôn hòa. Việc quan trọng chính phủ Việt Nam cần làm ngay là trả tự do cho tất cả những người bị giam cầm một cách trái phép vì những cáo buộc về chính trị, trong đó phải kể đến luật sư Nguyễn Văn Đài, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, anh Hoàng Đức Bình, cùng lúc tiến đến việc thực hiện những cải cách về xã hội và chính trị có ý nghĩa và phù hợp với nguyện vọng của người dân. Cuối cùng và hệ trọng nhất, tiến bộ về nhân quyền là điều thiết yếu để đạt được mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và kế đến, nhạc sĩ Việt Khang đã có lời cảm ơn. Thưa tất cả quý vị, cái thời gian mà anh Trúc Hồ và Việt Khang, anh em giữ sự im lặng trong suốt thời gian mà Việt Khang vừa ra tù. Thì Việt Khang ra tù ngày 14 tháng 12, 2015. Hai anh em, anh Trúc Hồ và Việt Khang đã chọn cái giải pháp là anh em mình im lặng để thanh tính cho em. Và cái sự im lặng đó có cái sự âm thầm của luật sư Thục Minh. Cô âm thầm giúp đỡ cho Việt Khang, giúp đỡ cho anh Trúc Hồ. Và Việt Khang tin rằng đó là cơ duyên. Có những cơ duyên tưởng chừng như là ngẫu nhiên, nhưng mà là tất nhiên. Việt Khang rất là cảm ơn ơn trên đã đem những cái cơ duyên đó đến để ngày hôm nay Việt Khang được bình an đứng nơi đây với tất cả đồng bào Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng tôi có thể khẳng định như thế này: Việt Khang có mặt ở đây ngày hôm nay phải cảm ơn những người lính, bởi vì khi mà Trúc Hồ đi qua vận động cho những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, Trúc Hồ vận động cho những người lính thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù cuộc vận động nó không thành công bởi vì những lực di trú bây giờ nó thay đổi quá nhiều, nhưng mà từ con đường đó, Việt Khang mới có mặt ở đây ngày hôm nay. Những người lính, đó là lý do tại sao Trúc Hồ chọn tượng đài Việt Mỹ là nơi mà Trúc Hồ mang Việt Khang tới để cảm ơn, để gửi lời tri ân với tất cả người Việt Nam của chúng ta. Trúc Hồ xin cảm ơn những người lính linh thiêng cho con, mặc dù không phải là người lính, nhưng con có một tinh thần của một người lính là chiến đấu để bảo vệ giang sơn, chiến đấu để bảo vệ những người dân lành,
chiến đấu để làm sao cho tất cả người Việt Nam của chúng ta trên khắp ba miền được sống trong một đất nước tự do, công bình và bác ái. Kính thưa quý khán thính giả, buổi chiều nhạc yêu nước sau đó đã được bắt đầu với những đóng góp của nhiều hội đoàn, của các ca nhạc sĩ Việt Khang và đài SBTN. Và theo như lời của nhiều đồng hương, lâu lắm rồi mới có một chương trình ca nhạc đấu tranh sôi động làm tăng thêm tinh thần yêu nước của đồng hương lên cao độ như vậy. Và chương trình đã kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày với phần đồng hương chụp hình lưu niệm với ca nhạc sĩ Việt Khang. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.